Xin chào mọi người nhé. Hôm nay anh em chúng tôi lại đi soi ếch rừng đây. Đi từ lúc trời còn sáng, anh em chúng tôi sẽ vào cái khe suối Tay Chỉ cái kia. Đấy, cái khe suối bên kia hoa trắng trắng ấy. Hoa trắng trắng cái này, khe cái kia. Đi vào đấy đi men theo cái lối rừng tre núi đá này. Đi vào đường đi khó lắm, phải đi từ lúc sáng vào trong đấy đợi tối thì bắt đầu đi soi. Đây nha các bạn xem nhá, thác này cao lắm, để leo được đến đây đi soi thì cũng cả một quá trình đấy. Thác cao chót vót, đi với nguy hiểm, giờ tôi run hết cả chân rồi, có lấy rau uống nước này không? biết lúc về có về được không đây. Nhiều thác đá nó treo leo thế này mà quay còn không dám đứng ra ngoài, giờ lên đến trên rồi nhìn xuống không muốn nhìn nữa, sợ quá. Đây anh em leo đến đây tối thì soi vào theo suối này vào. Đây trời bắt đầu tối nha. Anh em tôi bắt đầu xuất phát đi soi đây. Rồi mời anh em các bạn đi trải nghiệm cùng anh em chúng tôi nha. Đây giờ các bạn nhá. Thác nước rất cao đây, không lên được, phải thả dây xuống đây. Rồi mình đu cái dây này đi lên. Sợ quá, giờ mình đang ở lưng chừng giữa thác rồi. Ê, nước bắn tung tóe. Ừ, sợ quá đi mất. Ê, con cua nha các bạn nhé. Đây này, cua đây này, cua đá đây này. Đấy. Cua đá này các bạn ơi. Đi soi nó chỉ quay được cảnh như thế này thôi. Con to này. Tôi đã thấy một em cua đá nhá. Đây. Đây. Cua đây này. Đấy. Sắp đầy tải đấy. Phải đầy tải nó mới về chứ. À, nó ăn cái quả gì nhỉ? Đây. Này nó ăn quả cua đá, nó ăn cái quả rừng đấy, quả này cái này thì ăn quả rừng đấy, cua đá quả này cứng đấy, là càng nó mua được rồi. Đây có to chưa, con cua tấm cẳng hai càng đây, cho vào tải. Quang cảnh bấn đơn. Trượt trượt. Nguy hiểm quá. Đi soi ra hết suối. Hôm nay chả được ếch.
bắt được toàn cua là cua. Giờ nghĩ đường về mới ngại đây. Hôm nay không kết quả, không được ếch. Cua khoảng được mấy cân? Cua suối hôm qua đây. Cua ngon khó cân. Được vài cân cua. Tí về nhà mới đổ ra xem. Đây này, thành quả của cua tối hôm qua đi soi đây này. Toàn cua đá to đây. Thế anh em tôi sẽ hấp xả. Buổi trưa này hấp xả để nhậu buổi trưa này. Mùa Covid thì cứ đi không được đi đâu, cứ đi chơi rừng. Kiếm mồi về nhậu ở nhà thôi, ít ra ngoài tiếp xúc với người ngoài. Cô Pháp này uống rượu hay uống gì? Làm cái bia về đây nhỉ? Nó xả vào dưới. Nó xả vào dưới, nó xếp. Dập xả để hấp cua đây. Cua đá ngon tuyệt vời. Cho một ít đường cho xả. Nhà tài trợ đâu nhỉ? Xin cái bia nhỉ? Hào phóng đi, là sao có món ăn ngon mà. Nhà tài trợ đâu? Bà có ăn canh không để nào? Cũng không hấp hết được cái này nhiều. Chốt con nhỏ ấy giá ra nấu canh rau bướm ấy. Chẳng ngon à. Nhưng mà không có nước chi. Đi ăn thì phải cho bây giờ nó mới mát. Cái to cái kia này. Phải to lắm. Đặt thêm chùi. Rắc muối vào.
đấy cứ giá đấy để giá làm canh rau muống này. Trồng đi nó to. Rau bướm đây. Đây. Ngon chưa? Rồi canh cua đá đây. Quá chật. Đây, một cái con khoái lắm ăn cua. Mình quay video cùng đâu. Nên đăng ký nhiều mà nhé. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình nhá.